Rồi, okay, xin chào các bác. Thì Hằng vừa mới về luôn các bạn. Bưu tá vừa mới gọi điện cho em và em đấy luôn. Thì chắc bác cũng biết đây là cái hàng gì rồi. Và đây, các bác thấy đây. Đây là cái mã này. Và tem các thứ cũng còn y chang nhé. Chưa bị rách nhé. Đây. Hộp thì cũng không có bị cấn móp gì cả. Đó, hai bên đều bình thường. Đó, thì sẽ bóc hộp này ra. Và cái câu chuyện của em ấy về cái món hàng này thì chắc các bác nào mà theo dõi cái hội nhóm LG thì các bác cũng biết rồi. Nếu bác nào mà chưa biết ấy, thì em để cái link dưới phần mô tả nhé, các bác nào xem lại thì xem nhé. Ok, hết rồi. Đây thì đây các bác, một mớ luôn. Thì đây nó luôn, không biết là cái gì đây các bạn. Thì các bạn cũng nhờ, nói chung là cũng nhờ anh em trên nhóm rất là nhiệt tình, nhiều bác không không hề quên với em luôn đấy, cũng đã rất nhiệt tình thì em mới có cái việc mà nhận lại được hàng như thế này các bạn, chứ không phải là tự nhiên nhận được hàng lại như thế này đâu. 3 ngày 3 ngày chặn liên lạc của em, không thèm nghe máy của em, mà chỉ đến khi mà em bóc phốt cái là thấy ngoi lên ngay, mà ngoi lên một cách rất là hiên ngang nguy hiểm. Đây là mấy cái con máy gọi là máy máy cỏ ấy. Đây là người đó mà chắc là không không biết để làm gì nên bảo thôi cho em như kiểu là bố thí ấy. Thôi nhưng mà thôi mình vẫn cứ nhận các bạn, tại vì các biết rồi đấy, những cái thời điểm đấy ấy, không nên làm mất lòng người ta nữa, vì mình đang muốn là nhận lại hàng, vì còn cứu được cái gì thì cứu mà. Đây một con G3 thì phải rồi. Nhận được rất nhiều hàng này, có vẻ rất là nguy hiểm. Đây một con VU này, thôi mấy con này thì bỏ qua một bên nhé, cái này là người đó bảo là cho em đấy, mấy con không quan tâm mấy con đấy, em chỉ quan tâm mấy con G8 của em thôi. Này các bác, đây, đây. Đây, ok các bạn. Hình như là người ta gắn vào rồi. À, chưa gắn, ok, không sao. Không cần gắn mà các bác. Đây, thì là cái con G8 này ấy, ở một cái clip trước ấy, em cũng đã có làm một clip về lỗi của con này. Đấy, nhưng bây giờ thì hiện tại là không thể lên các bạn. Cắm sạc vào xem thế nào. Cắm sạc một tí nhé các bác, cứ chờ đây một tí. Còn đây là cái xác ấy, cái xác mà em đã mua cũng của một bác trong hội, và em có gửi cho bác ấy luôn, gửi cho cái người bán cho em cái màn ấy. Đây hiện tại cái này nó đang bị hết pin hay sao ấy, không biết, nhưng mà bây giờ là chưa thấy lên nguồn, thì để chờ một tí nhé, em đang sạc các bác. Thì đây em sẽ tháo cái này ra để xem đây là cái main của cái gì. Đang trong lúc chờ đợi cái con kia được sạc pin, mà em nghĩ là nó cũng không biết nó có lên được không nữa. Cái này thì Chúa mới biết được. Thực sự là câu chuyện nó rất là buồn, đến bây giờ em cũng không nghĩ là mình có thể bị lừa một cách dễ dàng như thế, và không những mình bị lừa mà còn mình còn bị mang tiếng ấy chứ, mình bị mang tiếng nhục luôn. Mình mang tiếng là lừa người ta chứ, thế mới điên chứ, không hiểu luôn. Đấy cũng vì một cái sơ suất rất rất là cơ bản các bạn. Các bác nào ấy, mà đi mua hàng mà ship COD ấy, thì các bác đừng, em hy vọng là các bác không bị cái lỗi cơ bản như em, đó là không quay lại cái clip đó, chỉ vì cái một lỗi rất là cơ bản đấy thôi, không quay lại clip để mà người ta đến lúc mà người ta bảo là mình do mình làm hỏng, do mình tháo ra mình không biết tháo. Do mình không biết tháo các bạn. Đấy, thấy với đầu chứ. Mình không biết tháo mà làm hỏng. Sợ thật. Đấy. Trong khi đó mình đã bao năm nay tháo đồ LG, tháo máy LG cho các bác xem bao nhiêu clip rồi, mà vẫn bị mang tiếng là không biết tháo. Có nhục luôn các bạn. Nhục mà không
nhục mà không có cách nào mà nói được cái chữ. Tại vì thứ nhất á, hàng thì nó giữ, tiền nó cũng giữ, mình chả có cái gì cả. Bây giờ mà căng lên thì mình chả nhận được cái gì cả. Thôi thì cứ bình tĩnh. Thì đây này, đây là cái bên gốc của nó này. Đây nhá, đây là cái bên gốc của nó này. Thì ngay ngay cái lúc mà em nhận cái hàng ấy, nhận cái hàng lần đầu ấy, là mua cái màn của nó ấy, nó bảo là bao màn còn ngon, chỉ là bên hỏng thôi, mà nó nói là chỉ bên hỏng sạc, bên hỏng sạc thôi nhá, chứ không phải là bên hỏng tất cả các thứ đâu. Nhưng mà khi em tháo ra ấy, thì em bật cái rắc rắc màn hình ra này này, bật cái mình thì thấy là rất nhiều cái con điện trở các thứ ở đây nó bị bung ra rồi đấy, cả cái rắc này nó cũng bung ra, nó cũng nát nát rồi đấy. Đấy thì đây là cái main mà theo cái bộ màn hình mà hắn bảo là còn sống nguyên cái bộ màn, chỉ chết main thôi, thì có những cái main này nó không liên quan đấy. Thì trong lúc chờ đợi nó sạc pin thì nó cũng chưa thấy lên các bạn đấy, cũng có thấy rung một cái, có thấy rung các bạn đó, có thấy rung nhưng mà không thấy lên, không thấy lên gì đấy. Thì vẫn phải tháo ra luôn các bạn, vì không 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 thể chờ đợi mà nó lên được. Tại vì bây giờ mà không tháo ra luôn thì không biết là tình trạng main nó như thế nào. Đấy, không biết tình trạng cái main mà em mua, đây là cái main mà em mua nhé, cái này nó rơi đây. Cái main mà em mua khác để mà em thay vào đây, tại vì em sợ là cái main cũ của em nó hỏng đây này. Em có một cái máy cũ này này, đấy. Cái main của nó đang ở kia. Đấy thì em sẽ phải tháo ra luôn để mà xem là liệu cái bên này đã bị phá hỏng hay chưa các bạn. Tại vì nếu bác nào mà theo dõi câu chuyện ấy, thì là hắn bảo ấy là do có nghĩa là khi mà em tháo ra, em thay cái main của em vào ấy, là do em tháo ra ẩu hoặc là không biết tháo ra làm hỏng cái gì đó, dẫn đến là cái bộ màn của hắn nó mới hỏng như thế đấy. Nhưng mà chỉ có một cái là khi mà nhận lại, khi mà có nghĩa là khi mà em lắp cái main của em vào ấy, thì lúc đầu ấy, thì đúng là lúc đầu ấy là nó có lên được thật, lên bình thường, nó cũng nháy nháy phát lên nhưng mà nó vẫn lên được bình thường. Nhưng mà vì sau ấy, chỉ khoảng tầm 2 3 tiếng sau ấy, là nó bị kiểu kẻ sọc màn ấy, thì em cũng đã có nói lại nó luôn rồi đấy, và hắn cũng không nói gì cả, vẫn bình thường đấy, vẫn nhận bình thường, vẫn bảo là thôi không, nếu mà do lỗi thì thôi đấy. Xong là em còn cẩn thận là em phải đi mua cái main này thêm vào nữa để mà em về em lắp lại nữa, xem mục đích xem là có đúng là cái màn nó bị hỏng thật không. Tại vì thực sự là cái máy này em cũng rất là mong muốn sửa được để mà cho vợ dùng ấy đấy. Thì nhưng mà vấn đề là màn nó hỏng không thể làm gì được đấy, thì vẫn phải tháo cái main này ra, vẫn phải tháo cái main này các bạn, để xem là hắn có chọc phá cái gì cái main này không đấy. Tại vì đến tầm này thì hắn đã bảo là do mình thao tác dẫn đến là hỏng cái main này của hắn đấy, cho nên là mình vẫn phải tháo lại đấy. Thì đây phải tháo ra thôi đấy. Giá mà lúc đầu mà khi mà nhận được cái main này về mà tháo luôn như này thì có vẻ là ngon không đấy. Thì đây đây là cái main mà em mua sau nhé, để mua bên mua riêng đấy. Thì hiện tại bây giờ là như quan sát của em ấy, thì là cũng không biết là có hỏng cái gì không. Đây thì thực tế là em cũng chưa thấy hỏng cái gì, chưa thấy bị đục phá cái gì cả. Tuy nhiên đấy thì là nó như vừa rồi, là nó không thấy lên gì cả, không thấy lên gì nữa luôn. Trong khi đó là cái ở cái clip trước nhé, ở clip trước ấy, đây em sẽ cho các bác xem là cái clip trước này này, clip trước mà em phải để đây, nhầm,
clip trước của em đây. Nói chung cái clip nó sẽ rất là dài, các bác chịu khó. Đây này, ở cái clip G8 lỗi màn hình này. Rất là quảng cáo các bạn. Đây. Các bạn nhìn G8 nha các bạn. Đấy, bình thường thì đấy, chế độ chờ nó vẫn có, lên. Vẫn lên bình thường này. Rồi nhấp 2 lần này. Đấy. Nó lên đấy, nó vẫn lên bình thường đấy. Mở ra này. Đấy. Nhưng mà đấy nó bị sọc sọc này, đó. Có nghĩa là khi đấy, thôi thôi, cái này bác hiểu rồi. Thì có khi có nghĩa là khi mà em gửi cái máy này cho hắn ấy thì là cái tình trạng là nó như vậy. Nhưng mà đến bây giờ khi em nhận lại thì giờ nó chả lên gì cả. Cũng có thể là pin nó có thể là pin nó bị có vấn đề gì đấy ấy. Thì còn đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác là cái màn hình của hắn nó như thế nào nhé. Đương nhiên là mặt trước thì còn ngon, là không vấn đề gì cả. Nhưng mà đây thì cái màn hình nó chỉ quan trọng mỗi là cái rắc để ghi vào màn hình này thôi. Thì các bác nhìn thấy này là em hoàn toàn là không có gây ảnh hưởng gì tới cái màn hình này cả. Để em bật cái đèn flash lên để soi cho các bác xem thấy này. Đây, đây các bác có cái nhìn rõ không? Thì đây là cái rắc để mà ghi một cái màn hình vào, thì các bác hoàn toàn có thể thấy là nó chả bị sao cả, chả bị xây sát gì cả luôn. Đấy, chẳng bị gì luôn đấy. Còn cái màn hình này ấy, em nghĩ là tại vì lúc đầu em tháo ra ấy, thì là em đã phát hiện ra là cái miếng tản nhiệt này, cái miếng tản nhiệt này nó đã bị cong queo này, nó đã bị kiểu là bị cậy ra ấy, bị cậy từ cái màn hình zin, sau nào dán lại như thế này. Có nghĩa là cái màn hình này vẫn là chỉ là màn hình lô thôi, nhưng mà được dán lại cái miếng tản nhiệt này. Đấy, thì em cũng đã có một bài đăng để so sánh, là sau khi em nhận cái máy này em cũng có một bài đăng là so sánh giữa màn hình của hai cái này này, đấy, của hai cái này này, đấy, các bác tìm lại cái bài viết đấy là biết. Đấy, thì đây là cái của em này, cái của em thì nát bét rồi. Thì đây là cái miếng tản nhiệt zin nó phải như thế này. Đấy, còn miếng tản nhiệt nó bị bóc ra làm lại rồi thì nó sẽ như thế này. Nó bóc ra làm lại không bao giờ nó có thể thẳng như này nữa các bác nhé. Các bác có làm kiểu gì, cán kiểu gì nó không thẳng được đâu. Đấy, cho nên là bóc ra nó sẽ hỏng thôi. Đấy. Đấy, thì đây các bác. Các bác cũng kể bây giờ em có soi pin rồi đấy, là cái rắc này nó chẳng có làm sao cả, chẳng hỏng gì luôn đấy, không hỏng cái gì luôn đấy, mà nó bảo là em tháo ra nó hỏng, không biết là bây giờ là không biết là hỏng cái gì, không biết bây giờ em tháo ra hỏng cái gì, hỏng cái chỗ nào mới được đó. Thì cũng tháo ra như vừa rồi thôi đấy, thì giờ cố gắng thôi, sẽ lắp lại và cố gắng sạc pin cho các bác xem nhé. Đấy, như cái main này thì em thấy là chưa bị kiểu là phá hoại gì, nhưng mà không biết là có cách nào phá hoại tốt hơn không, không biết. Thế nhìn bề ngoài thì cũng chưa thấy bị phá hoại gì. Rồi tôi giờ cứ lắp lại và cố gắng sạc pin lên xem là nó có lên được như tình trạng cũ không thôi nhé. Đấy, thì còn cái tình trạng cáp màn hình, cáp cổ, cáp các thứ thì nó vẫn bình thường như thế. Đấy, mà nó bảo mình là tháo ra làm hỏng, mà không biết mình làm hỏng như nào mới làm hỏng được, rất là khó hiểu. Ok, lắp vào được rồi. Lắp pin vào. Rồi, cố gắng sạc các bạn. Cái này phải cố gắng sạc cho nó. Chứ bây giờ là thực sự là sạc nó, em thấy nó không vào nữa sao các bạn? Không thấy động tĩnh gì luôn ấy, đáng lẽ là như bình thường ấy là sạc cái nó phải vào, nó phải một lúc cái nó phải lên màn hình ngay. Nhưng bây giờ là không thấy lên gì lên. Rồi, cứ lắp vào đã. Hy vọng là nó lên. Em vẫn đang cắm sạc đấy. Đấy, thì để chút nữa em sẽ nói tiếp cái câu chuyện. Bây giờ cắm sạc ấy, cái khu vực này nó khá là nóng nhé. Cảm nhận được luôn các bạn. Đây, đang cảm nhận được chỗ này nóng luôn. Không biết là do đâu. Cũng lâu lắm rồi mới bị lừa kiểu này các bạn, nó thật là mình cũng không ngờ là mình có thể bị lừa như thế luôn. Nói chung là từ nãy giờ thì chắc các bác nào chỉ ở trên nhóm ấy, chỉ ở trên nhóm mà theo dõi cái hội LG thì mới biết là cái vụ lùng xùng này. Còn các bác nào mà chỉ theo dõi em qua cái
cái YouTube này thì có thể các bác không biết, nhưng mà đúng là các bạn khi mà các bác mua mua bất kỳ một món hàng nào đó thôi mà qua hình thức ship COD ấy, có nghĩa là ship mà trả tiền rồi mới mới nhận hàng ấy, à, nhận hàng rồi mới trả tiền chứ, thì là các bác hết sức cẩn thận nhé. Thì tại vì á, nhiều 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 nơi thì người ta cho sẽ là đồng kiểm, cũng như là các bác sẽ được xem hàng ngay khi mà thằng shipper nó đưa cho các bác, thì cái này cũng được thôi. Nhưng mà về những cái mặt hàng như kiểu là cái linh kiện điện thoại hoặc cái gì đấy, các bác phải lắp vào máy các bác, hoặc là các bác tháo máy cái tùm lum ấy, thì nhiều khi các bác đồng kiểm không được, tại vì không có thời gian để đồng kiểm ấy, thì các bác bắt buộc phải mang về nhà rồi các bác mới mới thao tác được ấy. Thì các bác nhớ nhé, cả một cái kinh nghiệm chích người luôn, đó là các bác phải quay lại cái clip như em đang quay này này, đấy, quay lại clip này này để mà xác nhận lại cái tình trạng nó như thế nào đấy, không là các bác tèo luôn như em đấy, em đã mất 2 củ về cái này, mất 2 củ đấy. Thì bây giờ là sạc pin, máy nóng các bạn, máy nóng mà bây giờ bật nó không lên đấy, chỉ rung rung một cái thôi, rung chỉ rung một cái, nhưng bây giờ là tắt ngóm rồi, không lên nữa, không không hoàn toàn không lên nữa đấy, chỉ rung một cái thôi. Em cũng sẽ cố gắng ngồi đợi tiếp, trong khi ngồi đợi em sẽ trao đổi lại, em sẽ nói tiếp với các bác về cái việc mà em bị lừa như thế nào và tình trạng bây giờ nó như thế nào đấy. Thì đây đây các bác, em có một cái bài viết ở trong nhóm LG này này, LG này nhá, các bác nhìn này đấy, thì các bác chỉ cần gõ cái Phạm Hồng Phúc là ra thôi đấy. Thì cái bài viết mới nhất của em đây đây này, mấy cái bài viết gần đây mới nhất của em này này, thì cái một cái bài viết mà em đã viết rất là tỉ mỉ chi tiết ở dưới này này, thì các bác có thể xem cái link ở dưới phần mô tả nhé. Thì đấy, em đã có một bài viết rất là cụ thể, thì là cụ thể nó sẽ như này này, khi mà em có một cái máy, đây là cái máy của em này, cái máy này của em thì vợ làm rơi nước cho nên nó hỏng hỏng màn hình, thì em mới đi tìm màn hình, thì cái bác Vũ Hải này này, đấy bác Vũ Hải này này mới bảo là bác có màn hình, thì bác bảo là giá là 1,5 triệu đấy. Thì em ok đồng ý mua, thì bác đi ship về cho em, ship COD về cho em, em cọc 100, bác ship về COD về cho em. Thì khi mà em nhận hàng thì em lại không quay lại clip như này, không quay lại clip như này đấy. Thì cho nên là khi mà em lắp cái mềm của em sang cái lắp cái mềm em sang cái màn hình của bác ấy, đấy của bác ấy, thì là lúc đầu nó có lên nhá, nó có lên, nhưng mà sau khoảng 2 tiếng thì nó bị chớp chớp và nó bị nhòe màn hình đấy. Thì tất cả những lỗi mà khi mà có vấn đề gì nó xảy ra trong quá trình chỉ trong vòng 1 ngày đấy thôi là em đã báo luôn cho bác ấy biết rồi đấy, và bác ấy cũng không không kiểu là không 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 kiểu là nói luôn là tại mình tháo ra làm hỏng đâu, mà cũng cũng rất đồng cảm với mình, kiểu là thôi xui không vấn đề gì đâu. Thì mình cũng đã rất là tha thiết để mà mình cũng nghĩ là do cái máy mình nó bị rơi nước ấy, thì có thể là nó hỏng cả ở trên main nữa, thì nó với có bị tượng như thế, cho nên mình phải mất thời gian, mất cả mấy ngày 3 4 ngày ấy, để mua được cái main khác nữa, về để thay vào. Có nghĩa là mình đã thử 2 cái main ở trên cái màn hình này nhưng mà vẫn không được các bạn đấy, mua cái main mới về vẫn không được đấy. Thì sau khi mua cái main mới về nữa mà vẫn không được thì cũng đã nói lại với bác ấy là thôi bây giờ là chắc chắn là hỏng ở cái màn hình của bác ấy rồi, và mong muốn ấy, mình nói hẳn là mình mong muốn được trả lại đấy. Thì bác ấy cũng bảo là ok thế thì thôi, coi như đen thì thôi trả lại cho bác ấy nhá, trả lại. Và bác ấy còn bảo là thôi thế thì bán luôn cả cho bác ấy cái main mà mình mới mua ấy đấy. Thì mình cũng ok, mình bán luôn, tại vì bây giờ mình có 2 cái main mà, 2 cái main chứ giữ lại làm cái gì, thế thì mình bán luôn cho bác ấy. Tại vì anh em nói chuyện trong thời gian nói chuyện với nhau rất là bình thường, rất là như kiểu là vui vẻ ấy,
Và bác cũng có khoe là đấy là fan của LG rồi, dùng bao nhiêu cái điện thoại LG này 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 đấy, mớ này đấy, một mớ mà cho em này này đấy, mớ này đấy, thì cũng nói là mình dùng qua đời bao đời LG Wing rồi V60 rồi tùm lum hết các thứ. Thì mình bảo ừ thế thì chắc là anh em trong nhóm cũng là dân am hiểu LG rồi, hoặc là cũng là người mà đã biết đến mình rồi, thì mình nghĩ là mình có thể tin tưởng được ấy. Đấy thì mình mới là mình ship lại cho bác cái bộ màn hình hỏng của bác ấy, và cả cái main mình mới mua nữa. Vậy là hai món đồ thì là giá trị của nó sẽ, cái món đồ của bác ấy là 1,5 triệu mà cái màn hình ấy, thì trả lại bác cái món đồ 1,5 triệu đấy, và mình ship thêm cái main của mình nữa, main của mình giá 700.000 nữa, thì là tổng cộng là 2,2 triệu. Thì đấy thì sau khi mà ship đến đến nơi mãi trong Hồ Chí Minh mà, thì khi mà bác ấy nhận hàng ấy, em cũng tra trên web rồi là thấy là người ta đã nhận hàng, và mình cũng hỏi lại bác ấy là thấy bác đã nhận được hàng chưa. Thì cái tin nhắn đấy thì em thấy bác ấy là có đọc nhưng mà không thèm, đã xem rồi nhưng mà không thèm trả lời đấy, thì em đã bảo là thôi cái này chắc là lại bị lừa rồi. Thế thì em cũng chờ đợi tiếp các bạn, tại vì bác ấy hẹn là mấy ngày sau thì bác ấy lĩnh lương thì bác ấy mới trả lại cái số tiền mà bác ấy hứa là cứ ship cho bác đi để bác ấy trả. Thì em cũng ship mà em ship mà ship kiểu là không cần phải đồng kiểu, không cần phải ship COD đâu, ship luôn và sau này chờ bác ấy trả chuyển khoản trả lại mình ấy. Thì đấy mới là cái ngu của mình đấy, cho nên là khi mà ship xong ấy bác ấy nhận hàng rồi nhưng mà không phản hồi lại các bạn đấy, không phản hồi lại. Và sau 3 ngày, sau 3 ngày đêm luôn ấy, là em tìm cách liên lạc với bác ấy, tìm cách liên lạc ấy đây, thì các bác có thể thấy đây nè, đây bác có thể thấy đây này, đây là cái ngày 13 thì em tra trong web ấy, thì là bác ấy đã nhận hàng rồi đấy, và mình cũng có hỏi là bác nhận hàng được chưa nhưng mà không thấy trả lời đây, nhận hàng được chưa nhưng không thấy trả lời. Và sau đó thì mình đã tìm cách liên lạc với bác rất là nhiều lần đấy, bác nhìn thấy này đấy, gọi ngày đêm, gọi ngày đêm luôn đấy. Sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối gọi, đủ kiểu luôn đấy, không gọi gọi các thứ luôn đấy, quá trời dài luôn đấy. Đấy đến đây nhá, đến đây là kết thúc cái còn cái đoạn sau này, thì là sau khi mình bóc phốt đấy, còn không những chỉ mà liên lạc với Facebook đâu, mà liên lạc bằng cả đây này, mấy ngày trước cơ đây này, bằng cả số điện thoại này, đây số điện thoại này, đây này 8 cuộc này, 2 cuộc này, 17 cuộc này, 3 cuộc này, 5 cuộc này. Đấy, đủ thứ luôn. Đấy, không những liên lạc bằng cái này mà liên lạc bằng cả Zalo nữa. Zalo đâu rồi? Biết hơi xa. Đây. Liên lạc bằng cả Zalo nữa. Đây thì lần đầu nhá. Lần đầu là em thấy là cái chỗ này alo bác này là đã nhận nhé. Đấy, nhưng mà sau đó thì là chặn hết các cuộc gọi kiểu là các tin nhắn lạ ấy, không không nhận nữa. Đấy thì Zalo không được. Đấy, hoàn toàn là không được nhé. Đấy, và một vấn đề nữa hôm nay em mới 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 đây đây quên một vấn đề nữa mà hôm nay em đọc lại tin nhắn em mới thấy một cái điều rất là buồn cười. Đây này các bác, ở những cái tin nhắn cũ ấy, đây này tin nhắn cũ đây này, đây này đây này đây này, đây một mớ tin nhắn đây này, đây 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 này, từ lúc đây này có gì đấy nhé, từ lúc mà em bảo là em đã mua thêm một cái main nữa rồi về thay vào cái màn đấy nhưng mà vẫn không được, thì em mong muốn đấy, đây em nói rồi này, mong bác xem xét này. Đấy, em mong muốn là được trả lại đây này, cái chỗ này này, cái chỗ tin nhắn đã thu hồi này này, là bác ý đã bảo là ok thì gửi lại cho bác ấy, nhưng mà bây giờ thì lại đã thu hồi tin nhắn này. À, những cái tin nhắn rất là quan trọng ở chỗ mà mình muốn trả lại hàng ấy thì giờ đã thu hồi hết rồi. Đấy, đã thu hồi hết rồi. Đấy, rất là hay đúng không các bác? Đã thu hồi hết rồi này. Đấy. Nhưng mà đây thu hồi rất nhiều những tin nhắn quan trọng ở khu này thì đã thu hồi hết rồi. Đấy. Thu hồi hết, đấy, thu hồi hết. Đấy, không biết là lý do gì các bác, nhưng mà các bác nghĩ là thu hồi thì không còn gì, em vẫn lưu lại hết mà. Đây này. Em lưu lại hết mà. Đâu rồi?
đây này, đấy, ở những tin nhắn đã thu hồi đúng không? Đâu rồi, đây, thu hồi hết, em mới tải chứ. Đây này, cái đoạn mà em trả hàng đúng không? Này nó rất là buồn cười. Đây, để cho các bác xem. Đoạn này nó khá là dài. Đây nhá. Đây này, các bác đọc kỹ nhá. Là cái đoạn này. Alo bác, như em thấy là cái em đã mua cái main thứ hai ấy, mà thay vào mà vẫn không được ấy, thì em mong muốn là trả lại máy ấy, à quên, trả lại cái màn ấy. Thế này này. Đây này, cũng rất là ok này. À vâng, nói chung là xui rủi không ai mong muốn vậy. Đấy, bác để em vài ngày nhắn tiền đã rồi em báo bác đấy. Đấy. Đây này. Em cũng đã hỏi, em cũng bảo là cái màn hình nó hỏng như vậy là do màn hình rồi. Đấy, chứ không phải là em không có người quen để mà hỏi xem là có vấn đề gì. Đấy thì các bác thợ chuyên về gì cũng bảo là cái này hỏng trên màn hình rồi. Đấy thì đấy. Đây này, bác hỏi là con bên kia bác mua bao nhiêu. Đấy. Đấy. Đấy sang này này. Sang đây này. Đấy. Đấy giờ về đây, tin nhắn mà đã bị thu hồi đây. Giờ về bác cứ để main sống trong máy này, rồi bác canh ngày tầm 15 16 gửi vô tới em là hắn nhận đấy. Đấy, 15 tây có lương rồi em banh bác này. Đấy, đây đọc này. Bác đọc không? Đấy, nó em lưu lại hết mà. Đấy. Giờ lại không hiểu sao đây này. Giờ không hiểu sao lại thu hồi hết những tin nhắn này. Đấy. Bác thấy không? Thì đấy, thì em kể tiếp là sau khi em ship toàn bộ cái bộ màn hình của bác ấy vào và cái main của em mới mua thêm để mà về test test cho chính xác là cái màn hỏng ấy, thì là khi em nhận được ấy là ông đến là chặn hết tất cả các việc liên lạc của em lại luôn. Đấy, em không thể liên lạc được với người đấy trong vòng 3 ngày. Đấy, sau đến hết ngày đêm cái tối 16 là hết thời gian mà em chờ đợi rồi, thì em mới bóc phốt lên mạng, bóc phốt lên nhóm của mình, thì là anh em mới vào, thực sự là anh em mới vào những cái anh em vào cái trang trang cá nhân của hắn để mà nhắn tin ấy, thì cũng không nhận được phản hồi đâu, mà còn bị chặn nữa các bạn, chặn hết luôn. Thì anh em mới bắt đầu là vào những cái trang cá nhân của gia đình bạn bè hắn ấy để mà nhắn tin với bạn bè người thân của hắn ấy, để mà hắn mới thực sự hắn biết, nhưng mà do bị chắc tác động của gia đình ấy thì mới 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 xuất hiện lên để mà xuất hiện lên để mà đối chất với mình. Thì đây cái việc mà hắn xuất hiện lên đây em cũng có chụp lại hết đấy. Thì hắn sau khi hắn lên đâu rồi, để khu này thôi. Đây này, ở đây là cái tin thôi, cái này thì không quan trọng. Ở đây. Đâu rồi. Ồ, đâu nhỉ? Mình lưu trong này à? À đây đây, khu này chứ nhỉ. Các bạn chờ tí em lưu nó hơi. Đây này, trong quá trình mà em liên lạc với hắn không được ấy, thì em có liên lạc với bạn của hắn, nhưng mà cũng có một hai người trả lời lại đấy. Nhưng cái người này này, thôi cái này thì thôi, cá nhân thì em không nói, nhưng mà cũng có một hai người mà trả lời lại em, nhưng mà lại không biết được cách nào để liên lạc với bạn Hải đấy ấy. Nhưng mà vì sau sau khi em bóc phốt lên thì là mấy người này cũng chặn em luôn các bạn. Không hiểu sao đâu. Đây là cái phản hồi sớm nhất của cái thằng đấy cái thằng đấy để mà bảo ấy. Đây này, nó nói này, xàm lờ thật đấy, mày gửi cái máy nát rồi mày lùa nguyên một nhóm vào để mà công kích nó ấy. Đấy, kiểu kiểu thế. Nhưng mà nhưng mà sau khi mình nó nói câu này ấy, thì mình mới bảo là thế tại sao lại biết là mình gửi cái máy nát vào ấy, có cái gì chứng chứng minh là mình gửi cái máy nát không
thì hắn cũng không hoàn toàn là cũng không có cái clip nào để mà chứng minh là do mình làm hỏng cái thứ đấy. Đây này, mình cũng cũng nói hết, mình cũng bảo là thế thế tại sao khi mà nhận lại máy, nhận lại hàng ấy, tại sao lại biết là máy máy do mình làm hỏng là một, và thứ hai nữa là tại sao khi nhận hàng nếu như biết là do mình làm hỏng ấy thì tại sao không phản hồi lại mình ngay 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 lại mình luôn, mà tại sao lại phải chặn tất cả các liên lạc của mình đấy, kiểu kiểu như thế đấy 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 đấy. Thì nói chung ấy là mình cũng rất là bất ngờ luôn, vì 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 cái sự mẹ, nói chung là nó sao nhỉ, nó sự trắng trợn đấy đấy, nó trắng trợn này, nói chung là nói những câu rất mắc dạy luôn đấy. Ủa nhìn biết không bạn, này là cái kẹo thì cút này các thứ này, rồi nói tục này các thứ này, đây này, xong rồi với mình mới bảo thôi cái những cái thằng như thế này thì chắc chắn là cũng chẳng đòi tiền được nó rồi, thì thôi mình sẽ hy vọng là sẽ mới đòi được cái máy về, và cũng hy vọng ấy, cũng hy vọng ấy là cái máy nó còn nguyên vẹn, nó còn dùng được ấy, nhưng mà thực sự là hiện tại bây giờ là máy không dùng được các bạn. Đây, máy giờ nó sạc sạc pin rất là nóng, sạc pin rất là nóng, và nhấn nhấn vào bật nguồn lên nó chỉ rung một cái thôi, rung một cái thôi và cũng không không có gì luôn, không có gì luôn các bạn. Đấy, bây giờ nó không có gì luôn. Đấy, các bác nhìn này, rung này, ăn nhấn này. Đấy, rung một cái nhưng mà không lên gì luôn. Đấy, sạc từ nãy giờ nói chuyện cũng khá là lâu rồi nhưng mà vẫn hoàn toàn không lên. Đấy, cho nên là nó có thể hai trường hợp các bạn. Một là nó cố tình nó chọc hoặc cho hỏng cái máy này của mình luôn rồi. Nó làm gì đấy, nó cách gì đấy, nó chung là nó làm gì đó hỏng cùng nguồn của mình rồi. Đấy thì mình không biết. Nhưng mà hiện tại mình nhìn cái main thì không 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 phải không thấy dấu hiệu của việc mà chọc 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 máy bằng bằng vật lý ấy. Thì cũng không thể nói cái chuyện đấy được, nhưng mà thôi, coi như bây giờ là mình đen. Đấy, là nhận lại được một cái màn hình hỏng luôn, và cũng không biết được luôn là cái main này còn còn dùng hay không nữa các bạn. Đấy, không biết được cái main mà xịn của mình bây giờ còn dùng không, tại vì lúc mình gửi cho hắn ấy là các bác xem cái đoạn trước trước đấy là vẫn còn lên bình thường, vẫn có thể dùng được bình thường ấy, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng nó bị sọc thôi. Đấy, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không lên một tí nào luôn. Đấy, và từ nãy giờ ấy, em không 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 che cái việc mà tên người này đâu, tại vì em cũng lường trước cái tình trạng này rồi, em lường trước cái việc mà gửi khi mà gửi về ấy, nó sẽ gửi cho mình cái máy nát. Đấy, đây này, còn cái đống đống đồ mà hắn gửi gửi cho em đây là hắn hoàn toàn hoàn hắn hắn hoàn toàn là tự bảo là gửi về đấy, chứ mình cũng có yêu cầu đâu, mình có bảo là gì đâu, nhưng mà kệ thôi, cho hắn gửi về thoải mái, tại vì mình không muốn làm kiểu nó mất lòng giờ nó không gửi về ấy. Nhưng mà thực sự là đấy, các bác thấy đấy, bao nhiêu cái hy vọng về một cái con người bình thường thì nó đã hoàn toàn là sụp đổ đấy đấy, các bác thấy đấy. Và trong trang cá nhân của hắn đây này, hắn còn nói là đây này, đây coi chờ thì em vẫn đây. Sau khi đấy thì lại mở trang cá nhân các bạn, lúc lúc, lúc nãy thì lúc lúc mà em bóc phốt thì là chặn hết luôn, xong vì sau này lại mở lại. Đấy, đây này, trong cái trang cá nhân của hắn thì hắn có nói đây này, đây đây này, coi nhìn đây này, hiện tại có một nhóm spam bậy nhắn tin mọi người nha. À, chuyện là mình có bán cho nó cái màn hình điện thoại 1,5 triệu, nó cọc mình 100 rồi mình gửi cho ra hàng ok, nó nhận đúng hàng ok rồi, sau đó lại mở ra sửa vọc hư rồi lại gửi vô mình bắt đền. Đấy đấy, thì đấy các bác thấy không? À, có nghĩa là nếu như các bác nào mà không quay lại cái clip mà khi các bác nhận hàng COD đấy, sẵn sàng người bán người ta có thể vu khống cho mình là tại vì mình không biết mở, à, mình không biết dùng, mình không biết, mình không kỹ thuật, mình không, nói chung mình không thể làm mà xử lý được ấy, thì là làm hỏng của họ đấy, và họ hoàn toàn là bắt đền mình đấy, hoàn toàn là nói mình là do mày làm hỏng mày tự chịu đi đấy. Nhưng mà đấy, các bác vừa vừa đọc những cái tin nhắn vừa đấy, khi đúng là em không quay lại clip thật, tại vì mình cũng nghĩ là trong quá trình nói chuyện anh em rất là vui vẻ bình thường với nhau ấy, hay mình cũng không nghĩ đến cái trường hợp này đâu, thì là mình cũng không 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 quay lại clip, dẫn đến là bị một cái vố rất là đau như thế này đấy. Cho nên là các bác chú ý nhé,
anh em nào mà mua hàng COD, nếu mà những hàng mà giá trị tầm 1-200 thì không nói, nhưng mà những hàng giá trị lớn như kiểu 1-2 triệu ấy, thì các bác nên bỏ chút thời gian ra dùng một cái điện thoại bình thường thôi cũng được, quay lại clip nhé. Thì đấy là cái bằng chứng để mà sau này giả sử như cái sản phẩm đấy của mình nó có vấn đề gì thì cũng có cái để nói lại, chứ bây giờ mình không quay lại thì là hoàn toàn cái người bán ấy, người ta sẵn sàng nói là mình do mình làm hỏng nên mình không nói gì luôn đấy. Và trong cái bình luận này lúc mà em lấy một cái nick khác ấy, em lấy một các bác khác ấy cũng có vào đây, em chắc chắn là các bác khác cũng có vào cái trang cá nhân này của hắn để mà bình luận, để mà nói này nói kia. Nhưng mà rồi các bác, em nói tiếp, tại vì vừa giờ là cái máy quay của em nó hết thời gian, nó quay được có 30 phút rồi em lại dừng đấy, cho nên là phải dừng lại một tí đấy. Thì là em cũng nhớ là có rất nhiều anh em trong nhóm mình cũng vào cái trang cá nhân này của cái thằng Vũ Hải này này để mà bình luận các thứ, thì bây giờ là em thấy là xóa hết rồi và cũng đã chặn bình luận này các bạn. Bây giờ chặn hết bình luận này, em không biết là các bác có bình luận được trong này không, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ không thấy ai bình luận ở đây nữa rồi. Em thấy là bình chặn hết rồi, ở chỗ khác thì em thấy là còn có cái chỗ để bình luận, nhưng bây giờ là không còn nữa đấy. Thì đấy, thì tại sao em không che lại cái tên hoặc là che lại cái hình ảnh, nhưng tại vì em thấy đây là một con người mà ấy quá, mà để quá ấy. Em thấy là không xứng đáng để được che lại đấy. Còn các bác muốn bảo là như thế là không văn minh cái thứ thì tùy bác thôi. Bây giờ là Phật online nhiều lắm, nhưng em không mình không phải là Phật, cho nên là mình không không muốn che lại nữa. Lúc đầu em cũng định che lại đấy, nhưng mà vì sao là em sau khi em nhận được cái máy nó không được nó không lên được như này nữa ấy. Thì là em thấy là hắn đã gửi một cái máy lát cho mình, và trong quá trình đấy là tất cả các tin nhắn mà quan trọng bảo là gửi máy về cái thứ đấy thì đều đã bị thu hồi đấy, trong khi đó em còn chụp lại thì là rất là buồn cười đấy. Thì có nghĩa là bây giờ là thôi, em cũng không làm gì nữa, coi như là mình đen, kết thúc câu chuyện tại đây. Là vì cái máy ấy, thì là giờ là hỏng rồi, bây giờ hỏng cả màn hình, còn cái mail này không biết là có lên hay không thì cũng không biết được, mà em nghĩ là chắc chắn là cũng không lên các bạn, tại vì nó chỉ rung lên một cái như này thì em nghĩ là cũng không lên. Có lên các bác, bây giờ em chụp hình này, từ từ bây giờ nó có lên nha các bác. Rồi, bây giờ có lên nhé, vậy là cái mail nó còn nha các anh em nhé. Đấy, bây giờ em ấn nhấn giữ chụp hình như này là có lên, có nghĩa là cái mail này còn nhá. Đấy, giờ từ nãy giờ không để ý đấy, nhấn lại phát nữa cho này các bác nghe rõ nhá, nhìn này đấy, đã chụp hình đấy, có nghĩa là thế này các bạn. Cái mail này của em vẫn còn ngon, bây giờ vẫn có chụp hình tách phát, nhưng mà màn hình không lên nữa đấy, màn hình không lên nữa các bạn. Thì đấy, cái câu chuyện nó rất là dài như vậy, nếu như mà bác nào mà chịu khó xem lại hoặc là các bạn nào quan tâm thì xem lại thôi, chứ em cũng muốn kết thúc câu chuyện tại đây, coi như mình đen, mình lấy lại được cái mail thôi, thì coi như mình mất 1,5 triệu, 1,5 triệu cho cái màn bây giờ là toàn xác không đấy. Thì anh em nào mà cần cái mail G8 thì em đang có nhé, em đang có hai cái mail G8 đấy, bác nào mà muốn lấy thì alo em đấy, em chỉ bán 500 thôi đấy. Bây giờ là hai cái mail đều ok, mà màn thì không có đấy, cũng hy vọng là bán bớt cái mail đi để mà bù lại cái vị ngu này, cái vốn ngu này đấy. Thôi ok, thế là biết rồi. Và các bác, em cũng rất là cảm ơn các bác nào, các bác ấy đang là thứ nhất là tin tưởng em, và là một và cũng có ý định là muốn giúp đỡ em để lấy lại cái số tiền ấy, nhưng mà thôi không cần các bạn ấy thôi. Nói chung là của đi thay người mà các bác, nói chung là mình ngu thì mình chết đấy. Thì là em cũng nhắc lại một lần nữa là các bác chú ý nhé, mua hàng COD thì cố gắng, hết sức cố gắng, nhưng mua hàng giá trị thì nên quay clip lại, không thì sau này nỡ nó hỏng ấy là không thể nào mà có bằng chứng nào để mà nói lại được cái thằng bán đâu. Cho nên là bác chú ý nhé, cái kinh nghiệm chết người của em, em không nghĩ là em gặp cái tình trạng khóc dở chết dở như này, vừa bị mất tiền vừa mang nhục như thế này các bạn. Rồi ok, chào các bác.